về bé đi bố. Mọi người vào lại giúp em nha. Các chị thoát ra vào lại giúp em với ạ. Mạng rất là lag này, em thoát ra vào lại nhé mọi người nhá. Đâu con xem nào. Chị ấy vừa mới đẻ thôi. Chị ghét thế. Các tình yêu ơi, các tình yêu thoát ra vào lại giúp em nhá. Chào chị Nguyễn Nga. Chào chị Thọ Còi nha. Đấy lúc trang ấy rồi. Mọi người thoát ra vào lại giúp em nào. Các chị thoát ra vào lại nha. Vẫn đang tiếp tục sale ạ. À. Vẫn đang tiếp tục sale rẻ nha các chị nhá. Thoát ra vào lại giúp em đi ạ. Chào chị Hoa em. Chào chị Nguyễn Thu Uyên. Chào Nguyễn Thu Uyên nhá. Mọi người vào đông đông đi nào. Mọi người vào đông đông để em tiếp tục sale nhá. Mọi người vào đông đông để em sale nào. Sale rất là rẻ luôn nào. Các chị vào chia sẻ mạnh lên cho em nào. Các tình yêu ơi vào chia sẻ mạnh lên cho em nha. Đang sale rất rẻ này. Mọi người vào chia sẻ mạnh lên cho em nào các tình yêu ơi. Vào chia sẻ lại cho em nhé mọi người nhá. Cho ông với chú. Mọi người vào lại chia sẻ lại cho em nào. Đang sale áo màu đỏ này là 40k này. Em đang sale cái áo đỏ này là 40k này. Có chị nào lấy áo này 40k không nào? 40k này các chị này. Đấy rất là rẻ luôn nhá. Chất cốt tông mát lạnh luôn. Mã này em bán là 670k. Ai? Chị Yến Quả ơi, váy vàng em để cho chị rồi nhá, mai em sẽ gửi cho chị. Chị có mua thêm gì không để mai em gửi nào. Mai gửi hàng nhá. Sáng mai em gửi hàng cho tất cả mọi người nhá. Đây nhá, áo màu đỏ này đang sale 40k này. Ai lấy thì comment đỏ kèm số điện thoại cho em. Chị Nga lấy shop bò như nào? Sóc giả váy hay là sóc thường à chị? Sóc giả váy hay là sóc thường ấy nhở? Comment cho em biết nhá. Bộ ngố. Bộ ngố thì em có bộ này. Đây, bộ ngố em có cái mã bộ kẻ này. Đang xem cái mã bộ kẻ này là 100k một bộ này các chị này. Chất thô rất là đẹp luôn. Đây, hàng 134 đang sale ở 100 luôn này. Đấy bộ này em shop thường đúng không? Shop thường đây em cho chị xem mã này. Đây em có mấy mã này không biết chị Nga thích mã nào. Đây, cái mã này em có đủ size nhá, hàng rách một chút xíu này. Đây, rách một chút nhá. Mã này là 100 này các chị này. Em rơi cho các chị xem nhé, nhà em có rất là nhiều mã quần sóc luôn. Đây, mã này là 100 này chị Nga này. Đây, các chị nào ưng thì có thể comment nhé.
Có nhiều màu chị Yến Quạ ơi, có rất là nhiều màu luôn. Mã này sale là 100 này các chị này. Đây 100 nhá. Mã bầu giấy rất là đẹp luôn. Mã bầu giấy này, đủ size nhá. Mã là em cũng có đủ size luôn. Mã này là 70k này các chị này. Đây. Mã này là 70k cực đẹp luôn. Nhá. Đấy, nếu mà chị nào lấy thì comment cho em này, 70k này. Hàng này có đủ size S, ML ạ. Đây là hàng bò giấy nhá mọi người nhá, bò giấy này. Chất rất là mềm đấy, như thế này một cái quần các chị này đấy, nhìn nhá. Chất cực mềm luôn, 70k nhá. Đây, có chị nào thích mặc cái mã này thì màu tối hơn này. Mã này là 110k này. 110k nhá chị nhá. Nói chung là mã nào em cũng còn đủ size, em dơ cho mọi người xem nhá. Ai lấy mã nào thì có thể chụp màn hình inbox cho em hoặc là comment nhá. Mã này màu đậm này. Mã đậm này 110k này. Loại này loại đẹp mà chị. Hà xị luôn. Xin chào chị Hà Linh. Chị mặc quá sướng luôn, toàn bò giấy chất xịn lắm mọi người ạ. Cái hàng này là 120. Cái này quá xịn luôn. Cái bò giấy mặc sướng á. 120 mày. Mã này là hàng 120. Tầm 120 nhá mọi người nhá, em nhầm nhá. Mình mặc là giặt máy thoải mái, không đây. Có bai giã hoặc đây là... em mặc cái mã này này. Ấy gì đâu mà thấy lắm mình. Hàng bò sót rất là đẹp luôn. 120 em nhầm nhá mọi người nhá, hàng bò sót đẹp này. Có đủ size luôn. Đây. Chị lấy mã nào thì comment cho em. Mã này 120 này. Mặc mã này thì cái mã này yên tâm về chất luôn, chất cực đẹp luôn. Chất đẹp. Mềm, đẹp. Bò giấy chất mềm, co giãn tốt, hàng đẹp chứ không bán cái hàng co giãn tốt nhá mọi người nhá. 670.000 giờ mình lại không bán cái loại này nữa. Chỉ có bán bò giấy này này, loại 70 với 60 cũng có nhưng mà nó là bò giấy, bây giờ hàng hè bán. Hàng hè em toàn bán hàng bò giấy mềm cho mọi người thôi nè, mọi người mua yên tâm luôn. Toàn bộ là loại mềm. Đấy, loại 70 này. À, 70 này chất mặc thích có size đấy, còn size. Nếu mà chị Nga thích loại đẹp thì lấy hàng 120 này. Chị nào thích loại đẹp thì lấy mức hàng 120 nhá. Cái hàng 70 này nó thực ra là cũng đẹp mà. Đấy. Đẹp lắm. Bò giấy mát. Toàn bộ là kiểu trẻ trung hết. Siêu đẹp luôn. Chị nào thích trẻ trung thì lấy cái loại vách vách một tí này cũng được này. Cào cào nhá. Sức nhẹ thôi. Rất là đẹp. Toàn bộ hàng nhà em đẹp mà nên là mọi người không phải lo đâu. Em chọn rất là kỹ rồi. Đây. Dáng của nó, dáng quần rất là đẹp luôn. Bò khóa em cũng có nha, ai thích mua bò khóa cũng có. Đây em có cái mã bò giấy này, sale 60k này. Mã bò giấy này, sale 60k này các chị này. Mặc lên rất là đẹp, để em mặc cho mọi người xem. Từ 40 đến 55 cân. Thì
48 cân thì vào size 48 S. Cân mặc S thôi chị ơi. 50 đến 48 cân thì mặc size 48 S. 48 cân mặc S nhá. Thoải mái chậm ở đây thôi. Đây, thoải mái luôn đây. Tại vì nó hay bò ra. Đấy, chị 48 cân chỉ mặc S thôi. 60 cân thì mặc đến L. 55 56 cân mới mặc M. Em chốt size S cho chị nhá. Không mặc đến size M đâu, size M rộng ấy chị ạ. Đây chị nào thích nó dáng dài hơn một tí này. Đây nha, dáng dài hơn một tí nhá. Đây, thì mặc cái dáng này. Màu bò thì nó chỉ cơ bản là toàn là màu xanh thôi. Đấy. Bò thì nó cơ bản là màu xanh đậm xanh nhạt thôi các chị ạ. Nó không có nhiều màu đâu. Không bao giờ đẹp. Màu đen thì nó chỉ có thô thôi. Thế lại mặc màu xanh nó trẻ mà. Em có mã đẹp này là mã 120 này. Mã này là 120 này, có giấy này. Đây, có màu đậm với màu nhạt này. Màu đậm với màu nhạt nhá. 120k. Bò giấy. Có một mã là nhiều mã, một mã 100, mã 90. Mã 60 kiểu đó. Đây. Mã 120 đây. Toàn bộ là đẹp, hàng đẹp hết. Có mã 60, có mã 70, có mã 100. Mã này là mã 100 này. Trang đây chỉ đã tiếp tục được một tí mà cái mã cắt 100 này cũng đẹp này. Thích những đó. Trang hơn thì thích nghịch một tí. Đẹp lắm, đều chất co giãn hết nhá. Mã này 100 này. Chất co giãn như thế này mà cơ. 53 cân 1m52 có vừa không? 53 cân 1m52 vừa, chị lấy mã nào? Đây, 53 cân 1m52 thì mặc mã này. Size M đây. Mẫu đang mặc có 60.000 thôi. Đây, hoặc là mặc mã rách đây chị này. Mặc cái mẫu đang mặc bán nó được 15.000. Đây, mẫu em đang mặc này các chị này. Trong mỗi một đôi 60.000. 60.000 một cái thì là 120 chứ. Nếu mà chỉ đào mua một đôi thì là 101. Một đôi thì là 101 nhá. Mọi người mua lẻ thì là 60.000. Từ 40 đến 50, 55 cân. Mà em đang mặc màu giấy, mát, đẹp. Rất là đẹp luôn. Chị nào lấy bò như em đang mặc đấy, thì áo comment. Như em đang mặc có 50.000. Áo như em đang mặc là 50k. Quần áo 60k. Có quần bò dài nhiều. Đây mẫu như đang mặc có cả đen nhá. Xanh với đen này mọi người làm luôn combo một đôi. Đây. Một đôi thì 110.000 rẻ. 110.000 nhá. Chất mát lắm, có giấy. Đấy. Rẻ đẹp cực kỳ luôn. Quần bò dài em có. Váy trắng đến đầu gối nhá chị ơi, có đến đầu gối nhá. Quần đầu tiên là quần nào? Quần đầu tiên là quần này à? Đây có phải quần này không chị? Quần đầu tiên phải quần này không? Khoảng 120 này. Nào có chị nào lấy cho mã này không? Có Phong Dụng Hoạt lấy một đôi chị đang mặc. Rồi ok, giày dép Tâm Như. Lấy một đen một xanh hay là lấy hai xanh hay là hai đen? Còn bò dài đen. Bò dài chủ yếu là xanh thôi các chị ạ. Đen thì có màu xanh đậm. Đây nhá, giày dép Tâm Như lấy màu nào? Xanh hay đen thì comment cho em nhá. Lấy một đôi xanh hay đen thì comment màu kèm số điện thoại cho em. Màu kèm số điện thoại nhá. 55 cân rồi ok. Chị Hà Đánh Đá nhận được hàng em gửi chưa? Comment màu kèm số điện thoại cho em. Cả đôi thì chỉ có 110k thôi. Đây rất là đẹp luôn. Rồi một đen một xanh. Cho em xin số điện thoại để em chốt hàng nào chị ơi.
mua thêm mấy áo phông nữa tiện đơn gửi luôn, hàng đẹp giá rẻ, đang sale, sale rất là rẻ luôn, mã lẻ. Rồi. À, em ạ, đẹp lắm em. Rồi, cảm ơn Hoàng Anh Đá nha, có sự ủng hộ shop mình nha. Các bạn, các chị nhận được ai cũng khen, chẳng lẽ ai bảo là hàng trần nhà em ít người bảo là không kỳ lắm, chỉ rộng rộng người có. Hàng em thực sự mọi người nhận được hàng á, ai cũng ưng ý hết, chỉ thi thoảng thì có những người rồi ok Hoàng Huyền Trang cho em xin số điện thoại, có những người rộng chật ấy thì không thể tránh khỏi được, tại vì em cũng tư vấn kỹ cho mọi người nhưng mà không thể nào mà chuẩn zin được hết, chỉ có rộng chật thôi thì em vẫn cho mọi người đổi thoải mái. Rồi ok chị Hoàng Huyền Trang, một xanh một đen này, đẹp lắm các chị ạ, bò giấy nhá, bò giấy mặc rất là mềm dễ chịu luôn đấy, em cũng mặc mà. Hoàng Huyền Trang một xanh một đen này, một đôi chỉ có 110k thôi. Đẹp như thế này tội gì không mua các chị, đẹp rất là rẻ, bằng mọi người mua lẻ một cái. Hoàng Huyền Trang một xanh một đen này, nào có chị nào lấy thì comment nhá, em còn một đen thôi này. Đây, đen đây, mã này các chị từ cứ 55 cân quay đầu là vừa. Đấy, áo thì là 50k một áo. Và hàng Quảng Châu chất đẹp mà áo 18.000. Rồi ok, Nguyễn Trang lấy váy trắng cho em cái số điện thoại đi. Chị Nguyễn Trang cho em cái số điện thoại nhá. Chốt váy ren trắng cho chị Nguyễn Trang này. Thề đẹp cực kỳ luôn. Đây. Chất đẹp cực kỳ luôn. Đi làm cưới có khi xinh hơn cả cô dâu chứ. Đây, 140 thôi nhá. Ai lấy thì comment cho em, vẫn còn cả trắng nha. Hỏi, hỏi phông mà không nói gì. Chị Đỗ Khánh Ly ơi, áo phông đây, phông rộng nghe nó mặc đây, chị Đỗ Khánh Ly đây. Đây em có phông cho người 65 cân đây, 40.000 đây, 65 cân đây. Rộng ơi là rộng luôn. 65 cân đấy, 40.000 thôi này. Thì áo Ly đang mặc 65 cân mà cũng chẳng nào. Áo như em đang mặc 65 cân mà cũng được 50.000. Đây áo này là 40k này. Còn mấy các màu kia nữa nhỉ? Ở trên kia màu đỏ kia chị kìa. Mã màu đỏ kia mặc cũng được cái chị kìa. 65 cân đều mặc được hết. Đấy, 50k. Cái mã màu đỏ trên mặc cũng được nhá. Toàn hàng 100 sale 65. Váy màu đen cũng bằng tiền nhá chị Nguyễn Trang nhá. Váy màu đen cũng bằng tiền nhưng mà em thấy váy trắng này đẹp mà, váy trắng này trẻ trông đẹp này. Màu nào cũng bằng tiền hết chị. Màu nào cũng bằng tiền, nếu mà chị lấy màu nào thì cho em xin số điện thoại. Chốt cho em xin số điện thoại nhá. Chất len này mọi người nhìn này, nhìn toàn chất len nó rất là đẹp luôn, màu nào cũng đẹp, chả màu nào là không đẹp cả. Em một tuyên quang nhé mọi người nhá. Chị nào lấy váy len này thì comment cho em cái 40k vải gì em xem lại. Vải không phải không lạnh, không phải là phông, giấy. Nó như kiểu về lụa ấy. Rồi ok Nguyễn Trang nhá. Đây chị này. Chất nói chung là em cũng chẳng gọi cái chất gì đâu mát. Nói chung chất đẹp mà. Sale, em sale. Còn một chiếc nên là sale 40k thôi em ơi, rẻ cực kỳ là rẻ luôn. Đấy, nên là chị nào lấy đi cứ comment cho em.
Đây chuyển qua một số mã áo hàng Thái đẹp này. Ba một số không màu đi cho các chị màu nào rẻ đấy. Chị biết các bà không ở chỗ nào đâu không? Các bà là ở Yên Bái thôi nhỉ mình nhỉ? Bà ở Yên Bái. Các bà ở Yên Bái nó chỉ gần Tuyên Quang thôi chứ nó không phải là ở Tuyên Quang đâu chị ơi. Váy trắng đấy là 140 chị Hoài Cun ơi. Jimmy lấy thêm áo gì đấy? Jimmy lấy thêm áo gì? Cho em thêm áo đi là lấy thêm áo gì? Thêm. À thêm thêm áo. Bà là bên Yên Bái, chị ơi. Nó chỉ giáp Tuyên Quang thôi chứ nó không phải là ở Tuyên Quang. Đây nào các chị có muốn mua áo mà áo đá này. Mà áo đá hàng Thái rất là đẹp này. Đây. Mã này hàng Thái rất là đẹp nhé mọi người nhá. Có màu đen, màu trắng, màu vàng. Đây. Sáng long lanh luôn. Đây. À, rất là lấp lánh luôn nhá. Màu đen, màu vàng, màu xanh rêu, màu trắng nhá. Áo này bao nhiêu chị? Từ 60 cân quay đầu vẫn vừa. Đen này. Đen nhìn lấp lánh không các chị? Đen quá đẹp luôn nhá. 90k một áo nhá, mã này là hàng 120 sale 90 này. Áo phông trễ vai có mà. Còn có hai cái áo dây này, treo 30.000 một cái thôi. À, còn một hai cái thôi. Kẹt đơn hết thì đơn. Rồi ok, Đỗ Khánh Ly phông 40k. Chị chọn em gì để em gửi nhá. Áo dây này các chị ơi. Đây nhá. Còn một vài chiếc thôi, sale 30. Sale 30. Em ở Hàm Yên Tuyên Quang. Sale 30k cho các chị. Rất là đẹp luôn mà rẻ nhá. Sale 30k cho mọi người này. Mã này thì tầm khoảng 50 51 cân quay đầu. 51, 52 cân quay đầu mà người. Theo có 30k, theo lỗ cho các chị chẳng bán. Theo vô lỗ cho mọi người. Ok Nguyễn Trang nhá, chị mua một sản phẩm 30k mà chị mua 10 sản phẩm bên em cũng chỉ ship 30k thôi. Ship toàn quốc là 30k nhá. Chị mua nhiều phông 40k, còn cái nào không 40k thì em hết rồi, chỉ còn cái đấy thôi. Nếu mà người 65 cân ý có nhiều mã. Cái mã 50k này này cũng đẹp mà chị, mà cũng rẻ. Đây, mã này là 90k này. Từ 40 cân đến 60 cân vừa nhá. Không gần đâu chị ơi, cách mấy chục cây liền á. Tại vì nó khác tỉnh mà, không phải là ở Tuyên Quang đâu, nó ở Yên Bái. Đi với ai về đấy?
bạn muốn mua phong phong rộng đây, rất là đẹp luôn. Những cái hàng này toàn hàng trăm mấy, bây giờ mình sale có 50k đây này. Các bạn 6 mấy cân mặc thoải mái luôn. Đây nhá, Đỗ Khánh Ly ơi. Đây Đỗ Khánh Ly có thể mua thêm những mã phong như này, toàn phong 100 mấy đâu, chất hàng Quảng Châu này. Mác lụa xịn luôn mà bây giờ mình sale này 50k rồi. Các bạn mua mọi những lần trước là toàn 120.000 một phong như thế này luôn. À rất là đẹp luôn, Ly cũng mặc mã này nè, em xem áo khác đi chị. Chị ơi, chân váy xẻ đến gối em không có đâu, hiện tại là mã đấy em hết rồi, chỉ có trên gối thôi. Chân váy đến gối chỉ có chân váy body thôi ạ. Màu này nó có màu đỏ và đen này. Công rộng 65 cân mặc ok luôn. Đây nha mọi người, em còn mấy cái áo dây sale nốt này 30k nha mọi người nha. Trang bầu mặc được không chị? Bầu mặc tốt luôn. Đây, 30k áo dây nha đang mặc này. Đôi mà ơi. Chị Phạm Ngọc Hoa đấy thì chị áo dễ này. Đây, cậu một quần sóc bò giấy xanh. À, áo bệt vai đen ấy. Bò giấy xanh, chị lấy bò giấy hàng nào? Chị lấy hàng 70 hay là hàng 60? Hàng 70 là hàng này này chị này. Hàng 70 là hàng này nhá chị Lan nhá. Áo chị vai đen hồi nãy mẹ. Vai đen này. Chị Lan ạ, à? Không phải đâu. Chị bảo đến 8 cân nên nó có đường không? Chị một quần em đang mặc chắc chị Lan khác. Đâu mẹ tìm áo chị vai đen cho chị đi. Không ở cọc này. Cũng không ở cọc này nữa. À đây. Chị Kim Ngân Nguyễn một áo dây rồi ok. Để mà đẹp 30k này. Chị nào lấy nốt không nào. 30k nhá. Em thì còn mỗi mấy chiếc thôi. Quần như đang mặc là 60k thôi nhá. Quần tây chưa đâu chị ơi, sang tuần. Nào, áo này là 30k nào. Chị Kim Ngân Nguyễn một chiếc này. Đưa bút thôi. Lấy em thêm một cái quần sóc 70k nữa nhé. Rồi ok. Chị giày dép Tâm Như là 55 cân hay 53 cân nhỉ? 55 cân. Phải lanh bữa em mua cho mẹ, sợ không vừa. Chị nhận được hàng chưa? Hàng nhận được mẹ rồi nhỉ? Mẹ có hơn 50 hơn 50 cân mà thoải mái. Đây là chị thay lờ. Có áo phông rộng nhé. Nhiều áo phông rộng. Đây là siêu rẻ. Toàn hàng Quảng Châu đẹp, 50.000. Uống thử con vợ không thích. Rồi ok. Nhận được rồi à, đã nhận được rồi à chị. Áo phông phông rộng có. Con mang cho chị bó cái kia, một bó là kia phông rộng đây này. Không, cái phông khô cơ. Kia cái phông khô phải để đấy. Đây nha, em có cái áo này theo này 70k được mọi người này.
Chất zip đẹp nhá. Sale 70k chị nào lấy thì comment nhá. Mã em chỉ còn đen thôi. Đây, từ 40 cân đến 60 cân vừa. Adidas hàng thêu nhá. Adidas hàng thêu này. 70k nhá. Ai lấy thì lấy comment cho em. Vi Ngọc Anh một cái, thực sự là một cái không ấy. Thì em không ship đâu. Hai cái này chị chờ cho nó. Chị để chị mua thêm cũng được. Chị Vi Ngọc Anh ơi. Rồi ok, chốt cho chị Vi Ngọc Anh nhá. Mua thêm thì để em gửi nhá, tại vì một cái áo dây không bỏ ship mọi người nhá. Không bỏ tiền ship của các chị. Đây là áo đát em đang mặc này, từ 40 cân đến 60 cân vừa. Từ 40 cân đến 60 cân vừa nhá mọi người nhá. Sale là 70k. Sale là 70k này. Ai lấy thì comment nhá, đắt đen kèm số điện thoại cho em. Phông trắng dáng rộng em có ạ. Phông trắng dáng rộng em có nhiều mà. Lấy bò giấy 70k nhé. Rồi ok chị Lan. Chị Lan lấy bò size gì? SML. Lan chị bảo mấy cân các mặt thân mờ. Không, chị Lan là 6 mỡ 60 cân này bao nhiêu ấy? Chỏ của chị ấy mua cho ai như nào rồi? Đấy, chị bảo là mấy cân. Hay là không phải chị Lan này? Hỏi cứ hỏi chị. Hỏi đi. Chị Lan lấy size gì ạ? Thì các chị tầm khoảng 47, 48 cân quay đầu. M thì khoảng 51, 52 cân. L thì khoảng 55, 56 cân. Đây, chị nào thích phông rộng đây nha. Phông khô này. Còn một chiếc sale là 60k. 60k nhá. Cái mã này kể cả 65 cân mọi người mặc vẫn vừa thoải mái luôn. Đây. Size S đi, 47 cân. 47 cân thì mặc M chị ơi. S đây bé quá không? Bé ơi, S này này, 47 cân của bé không? 47 cân mặc được không? Thế đến chốt chị 47 cân. Chắc bình thường mà S. Mặc mờ cho phần mặt. Đây nha, chị nào lấy đi comment trắng cho em này. Trắng này. Giá là 60k nhé chị Như Trần nhá. 60k này. Trắng này. Phông khô ạ. Phông khô, phông giấy nhá. Mát cực kỳ luôn, thấm mồ hôi em cũng mặc mà. Em mặc mấy cái luôn. Chất zip có, nhưng mà cái chất này nó còn mát hơn cả chất zip nhiều. Chất zip kìa. Cho chị sóc bò và áo dây như em đang mặc nhé, 55 cân. Chị Yến Mao Thị ơi cho em xin số điện thoại ạ. Đây, sóc như em đang mặc là hàng 60, sóc như em đang mặc. Em đang mặc mua cả đôi là 101. Đấy, mua cả đôi là 101 nhá, mua lẻ là 60k một cái, cho em xin số điện thoại ạ. À. Nào phông trắng, nào phông giấy, nào các chị nào 60k áo phông giấy nghe đang mặc nhá. Chị nào lấy thì comment phông giấy kèm số điện thoại cho em nhá. Phông giấy này. Cái chất này chất phông khô hàng Thái. Hàng này là hàng Thái, em chỉ còn một chiếc thôi. Chị Ly ơi. Mang ra ngoài kia. Rồi, đi đi. Cái phông khô này em còn một chiếc, chị nào lấy nốt nha, sale nha, đang sale rất là rẻ. Cái phông khô này có một cái này. Rồi em theo em like mẫu khác cho chị chọn. Em like mẫu khác cho chị chọn.
Chị Như Trần cho em cái số điện thoại đi. Em like nhiều mẫu cho mọi người chọn. Đây, toàn hàng đẹp như thế này các chị ạ. Toàn hàng xịn đẹp như này. Đây. Chị ạ, thương cái trắng đấy, chị ạ thương khác đây, cái thương khác. Chị Như Trần có lấy không ạ? Nếu mà lấy thì cho em xin số điện thoại nhá. Đây nha, cái này cũng là dáng rộng này, 50k này. Đây, hàng đẹp nhá. Hàng Quảng Châu xịn luôn. Đây là trắng 2 nhá mọi người nhá. Trắng kia là trắng 1, đây là trắng 2. Hàng đẹp này các chị này. Mọi người nhìn tem mác thì biết nhá. Sale là 50k toàn bộ hàng đẹp. Trắng 2 nhá. Đây là trắng 2 50k này. Ai lấy comment trắng 2 cho em. Nhìn rất là đơn giản thôi nhưng mà mặc lên đẹp lắm. Mọi người mặc với quần sóc bò nhá, sơ vin cũng đẹp. Đấy, mặc với quần bò đi chơi, quần bò dài cũng đẹp. Nào chị nào lấy cho em xin số điện thoại nhá. Cái trắng, cái đầu tiên em vừa mặc là 60k, cái này là 50k này. Cái phông khô là 60k, cái này là 50k này. Toàn hàng đẹp thôi. Nếu mà lấy cho em xin số điện thoại. Ai lấy trắng em đâu mà thì comment trắng 2. Rồi ok, cho chị một chiếc này với lại một chiếc này nhá. Đây nha, cho chị một chiếc hình cô gái này, một chiếc phong thái với lại một chiếc hình này như em đang mặc nhá. Đây rồi ok. Chị Như Trần hai cái này cho em xin số điện thoại nào. Cái này có trắng thôi, còn các màu khác thì có hình khác chị ơi. Có nhiều hình mà mọi người. Chị nào lấy trắng nghe đâu mà thì comment trắng 2 nhá. Các chị mua bây giờ là mua 1 thì tặng 1 luôn rồi. Hàng đẹp và đáng thương rồi. Tầm chất cốt tông thực mát luôn. Ủa ôi mát lạnh luôn thề. Chị ơi mát lạnh luôn chất. Chất em không phải nói điều nữa chứ. Hàng nhà em chất mát lạnh luôn. Các chị mua chả khác thì mua 1 tặng 1 thật sự. Em cũng mặc mà. Em cũng mặc mấy cái luôn, không phải là mặc 1 cái. Nếu mà bán rẻ quá em còn tiếc ý. Tại vì chất quá đẹp luôn mà rẻ. Ba tìm gì bà? Bút đấy bà. Để con thấy chưa. Đây màu vàng này. Màu vàng đấy nhá, 50k nhá. Chị nào lấy thì comment vàng 50k cho em. Những cái mã này kể cả các chị từ 40 cân đến 60, 65, 50 cân, 40, 50, 60 cân mặc thoải mái luôn. Toàn bộ đều dáng rộng. Chị Nguyễn Nga bảo gì ạ? Chị Nguyễn Nga ơi, cho em xin lại số điện thoại. Chị Nguyễn Nga một quần như em đang mặc. Với lại một áo màu trắng này đúng không? Rất là đẹp. Trẻ mà đẹp mà. Chị Nguyễn Nam còn một bộ. Một bộ trẻ đây. Trắng hai hết rồi. Đây. Em toàn trắng đẹp thôi này. Rồi ok. Đây. Chị Như Trần đây có cả hình này nữa này. Toàn các hình đẹp thôi mà. Đây. Em cảm ơn chị chị Hà Linh Đoàn đổi tên thành Nắng Thảo Nguyên. Chị đổi tên, chị mới đổi tên à chị Linh ơi.
em còn trắng hình này nữa này. Nhà em trắng nhiều hình mà. Chị cái màu đỏ đây. Chắc cái trắng đỏ này đúng không chị Giang Nguyễn? Cho em phiên số điện thoại ạ. Đây là trắng màu trắng 3 nhá. Trắng 3 cho em. Comment trắng 3 cho em này. Kèm số điện thoại cho em. Ừ, gái chị vừa đổi. Hả nào, tại vì em thấy vẫn hình đại diện cũ. Chị yêu Trần cho em số điện thoại nhá. Đây nhá, vàng này 50k này các chị này. Vàng 50k này, yếu chất đẹp và rộng rãi thoải mái. Vàng 50k nhá, hay lấy đi comment vàng cho em nào. Rồi ok, chị Kim Ngân Nguyễn một trắng 2. Chị Kim Ngân Nguyễn đâu nhỉ? Con vừa đơn chị vừa đấy, con vừa chốt cho chị mà. Ừ, bên dưới chị Minh Ngọc Anh sao? Đây. Đây chị Yến Mao Thị đây đúng không? Áo trắng nào giống nhau cho chị 4 chiếc. Áo mẫu chẳng giống nhau thì bây giờ toàn lẻ thôi, toàn lẻ mẫu thôi chị ạ. Nó không có giống nhau đâu. Tại vì là còn lẻ nên em với sale. Nó không còn mẫu giống hết nhau. Như kiểu là mỗi hình thì nó chỉ còn một cái, không phải tìm đâu mẹ ơi. Chị mua mã rộng cơ mà. Em bảo mua mã rộng rồi. Em mắc chị lấy một cái trắng. Đây nha. Hồng này chị nào các chị này. Hồng nhá. Chị nào lấy hồng comment cho em. Hồng rất là đẹp luôn. Đưa chị hộp em nào. Hộp bên trong ấy. Ông làm gì đâu. Nào có chị nào chốt hồng không nào. Cái này em bọc đèn nó không được đi ta. Chị Tiến Trần ơi, ta đợi hàng chị đặt ra lời thưa em nhá. Nếu không là em sẽ xả đấy ạ. Những khách nào hẹn đến nhà lấy thì mọi người qua lấy giúp em nha mọi người nha. Tại vì hẹn mãi không thể đến lấy. Chị Yến Mao Thị ơi, có một áo rồi nhá. Chị chọn thêm một áo để em ship nhá. Để cho bỏ xếp với chị. Nào có chị nào chốt hồng không nào. Chị nào chốt hồng thì comment hồng nhá. Comment hồng cho em. Toàn bộ những mã này xả 50k. Rồi ok, 52, 53 cân vừa thoải mái nhá chị Nga ơi. 55 cân quay đầu vẫn vừa. Dáng cơ tốt rất là trẻ luôn. Chị mặc này, xét này mới có 100.000 đấy. Cam 50k, chị nào lấy comment cam cho em. Cam nhé mọi người nhé. Toàn bộ sale hết 50k.
Rồi ok chị Nguyễn Bích Ngọc. Ủa chị Ngọc, tận dưới cây số 11 cơ mà. Mọi lần là em đi học là em mang xuống cho chị ấy, nhưng dạo này em nghỉ học rồi. Nghỉ đi mẹ đi, bận rồi. Đây nha, em còn một cái mã sơ mi kẻ rất là đẹp luôn này. Xem 120 cho các chị này. Sơ mi kẻ này. Các chị 55 cân đổ lại nhá. Từ 45 đến 55 cân này, kẻ này. Từ 45 đến 55 cân đổ lại nhá, kẻ nhá. Em còn một chiếc xe là 120 nhá. Hàng tốt shop đẹp nhá mọi người nhá. Hàng tốt shop rất là đẹp luôn. Xeo 120 này. Chị nào lấy đi comment sơ mi kẻ kèm số điện thoại cho em. Mẹ giấy tờ. Lụa này xeo rẻ. Mẹ giấy tờ. Mẹ giấy tờ này. Mẹ đi lên bàn này. Mấy tờ của ai đấy? Cất ra kia mà. Ở trong cái hộp. Váy trắng em còn nha chị ơi. Có mua một đôi váy trắng luôn không? Tắc em uống ngay. Tắc em. Tắc em uống ngay. Này. Đây em còn một chiếc này, màu xanh rêu này, sale nốt 80k cho các chị này. Còn hàng 150 thôi, sale rất là rẻ luôn. Đây, màu xanh rêu này nhá, lụa đẹp lắm các chị ạ, lụa 3D. Đây, váy đen này chị ơi, mặc lên rất là đẹp luôn, màu nào mặc lên cũng đẹp, cũng sang luôn. Tờ váy đen này nhá, chị nào để đen thì comment cho em tổng khoảng 50-51 cân quay đầu mặc vừa. 140 nhá. 140. Cho mẹ một giấy tờ. Màu đen, màu đen. Vâng. Mỡ nha. Sẵn cho mẹ một giấy tờ. Tắt luôn cho mẹ một giấy tờ. Có thể là. Đây nha, sơ mi này đang sale 80k này các chị này, sơ mi lụa đẹp luôn. Kẻ nhá, kẻ là 120. Phương Anh đi bơi à? Thôi. Điều con đi bơi hộ này. Phương Anh với Nhi với Nguyệt à? Đặt 45 cân vừa chị ơi. 45 cân vừa hết. 50 cân trắng xinh, nhưng là tầm 50 cân đổ lại. Em 50 cân 1m6 thì là em vừa. Nếu mà các chị dưới 1m6 chỉ 4 mấy cân là đẹp. Nói chung là càng nhỏ mà càng đẹp mà các chị. Trắng đen
đây là 45 cân vừa hết đấy chị nhá. Lấy luôn thêm một cái đen keo nhà em rẻ. Hàng rẻ mà đẹp mọi người yên tâm. Nếu mà cao rồi. 52 cân thì cao trên 1m6 thì vừa. Hoặc là 1m57, 1m58. Chị Như ơi, mất mạng thì chị có thể xem lại like nhá. Có gì inbox cho em. Nóng sang bên ghế bên kia ngồi em nhé. Chị nào lấy đi comment trắng hoa cho em nhá. Trắng hoa cho em. Sale chỉ 50k thôi. Các chị 55 cân quay đầu mặc vừa này. Trắng hoa nhá. Sale 50k. Các chị 55 cân quay đầu mặc vừa. Chị nào lấy comment trắng hoa cho em nhá. Trắng hoa kèm số điện thoại cho em. Mình ăn cơm ở đây. Ăn cơm với cá đấy là sốt. Vì ăn cơm với ông hả? Ăn cơm ở đâu anh ăn đâu anh ăn đâu luôn ở đây, chắc câu đi cho tí nó về cho ma thì không ăn cơm đâu. Nào ai lấy trắng hoa comment trắng hoa cho em nào. Trắng hoa kèm số điện thoại cho em nhá. Em like nốt mẫu này nghỉ nhá. Các chị muốn mua gì thì sau like thì mọi người có thể xem lại like inbox trực tiếp cho em nhá. Tối nay 8:30 nhá, em sẽ tiếp tục sale nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá.